quyền vì mục tiêu phát triển bền vững, ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững. Ngày 26 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008-2012 và triển khai chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm chủ trì hội nghị. Sau 5 năm triển khai phong trào, toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống HIV/AIDS cũng như việc giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến tháng 6 năm 2012, cả nước có hơn 204.000 người nhiễm HIV đang sống, trong đó có hơn 58.000 người ở giai đoạn AIDS. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và nhấn mạnh cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống HIV/AIDS. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi các bộ ngành và địa phương chủ động hơn trong việc tăng cường nguồn lực cho việc phòng chống HIV/AIDS. Xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2012-2020, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào này. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với nhóm điều phối các hoạt động về phòng chống HIV/AIDS. Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy mại dâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS, đồng thời đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS, đề nghị các tổ chức quốc tế giúp đỡ để kết nối khối ASEAN trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phòng chống HIV/AIDS một cách toàn diện và có hiệu quả. Ngày 26 tháng 11, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị Thành ủy Thành phố lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 9. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 11, hội nghị tập trung trao đổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2013 thông qua chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo nhận định của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong năm 2012, kinh tế thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát. Dự ước tổng sản phẩm nội địa GDP năm 2012 ước đạt 595.375 tỷ đồng, tăng 9,2%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với năm trước, nhưng kinh tế thành phố vẫn được duy trì với mức tăng gấp 1,77 lần so với cả nước. Một số chỉ tiêu khác về kinh tế tuy chưa đạt kế hoạch dự kiến, nhưng cũng đã có những kết quả khá khả quan. Ngành du lịch tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, với tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Năm 2012, thành phố đón tiếp khoảng 3,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, nhà hàng, du lịch lữ hành ước đạt 74.800 tỷ đồng, tăng tới 21%. Năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá, bảo đảm kinh tế thành phố phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2011-2015, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên địa bàn ở mức từ 9,5% đến 10%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 đô la Mỹ một năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp tới 40% tỷ lệ phát triển của nền kinh tế, nên để hỗ trợ khối doanh nghiệp này vượt qua giai đoạn khó khăn, sẽ có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô 2.000 tỷ đồng.
Thông tin này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong cuộc hội thảo Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trụ vững và phát triển tổ chức tại Hà Nội. Hiện nay quỹ đang trong giai đoạn trình chính phủ và dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào quý 1 năm 2013. Theo đó, các doanh nghiệp có đề án thuyết phục, có khả năng tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động thì có thể được tiếp cận vốn từ quỹ. Với những ưu đãi như lãi suất thấp và nới lỏng các quy định tiếp cận nguồn vốn, tại hội thảo, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đối tác thuộc các tổ chức kiểm toán, ngân hàng, doanh nghiệp đồng quan điểm về việc doanh nghiệp cần chủ động để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Công tác kiểm toán nội bộ cũng cần được siết chặt để doanh nhân nhận ra những ưu khuyết điểm của chính doanh nghiệp mình, từ đó đề ra các kế hoạch hoạt động phù hợp nhất với định hướng của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vì công nghệ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả so với các mô hình quản trị truyền thống. Ngày 26 tháng 11, cộng đồng người Do Thái tại thành phố Mumbai đã tập trung tại trung tâm văn hóa Chabad House để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại thành phố này cách đây tròn 4 năm. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức tại Mumbai nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 166 người hồi năm 2008. Các lễ tưởng nhớ diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt chỉ 5 ngày sau khi Mohammed Kassab, thủ phạm còn sống sót duy nhất trong vụ khủng bố diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 2008, bị hành quyết. Thông tin về vụ xử tử Kassab mang quốc tịch Pakistan đã được người dân Mumbai hoan nghênh và cảm nhận được sức mạnh của công lý. Vụ hành quyết Kassab đã gửi một thông điệp cứng rắn tới quân khủng bố. Những kẻ gây tội ác sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Tôi đã ở đây 4 năm trước, thời điểm xảy ra các vụ tấn công. Tôi không thể quên cảm giác bị sốc khi nhận tin về tội ác của quân khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Mumbai. Tôi muốn yêu cầu chính quyền không được coi bản án hành quyết Kassab đã khép lại các vụ tấn công 26 tháng 11, vì quân khủng bố sẽ không bao giờ dừng bàn tay tội ác. Người dân Mumbai cũng sẽ không bao giờ quên tội ác này. Bốn năm đã trôi qua, song ký ức về các vụ khủng bố đẫm máu vẫn in đậm trong lòng người dân thành phố Mumbai. Cách đây 4 năm, trong 3 ngày, từ ngày 26 tháng 11, 10 phần tử khủng bố đã tấn công các khách sạn sang trọng, một trung tâm của người Do Thái, một bệnh viện và một ga tàu hỏa ở Mumbai. Ấn Độ cáo buộc nhóm vũ trang Laskar-e-Taiba có trụ sở ở Pakistan tiến hành các vụ tấn công nói trên. Theo Tân Hoa Xã, ngày 25 tháng 11, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh giao cảm 16 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C tại trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền, tỉnh Cam Túc. Vệ tinh giao cảm 16 do Viện Công nghệ Không gian thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Giao cảm 16 được thiết kế để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp cũng như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, nhằm góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đây là lần thứ 127 tên lửa đẩy Trường Chinh mang theo vệ tinh được phóng lên quỹ đạo. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Trung Quốc cũng đã phóng thành công hai vệ tinh Practice 9 AB Quốc bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C lên một quỹ đạo đã định tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ngày mai, mộ phần của nhà lãnh đạo Yasser Arafat sẽ được bật mở để điều tra nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của ông. Tuy nhiên, quyết định này đang làm dấy lên những phản ứng trái chiều giữa các nhóm vũ trang cũng như cộng đồng người Palestine. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc mở mộ phần cố Tổng thống Yasser Arafat và lấy mẫu xét nghiệm khả năng nhà lãnh đạo này bị đầu độc. Tôi đồng ý với quyết định khai quật mộ phần của ông Arafat để tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Tôi ủng hộ cuộc khai quật vì tôi muốn biết sự thật. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người dân Palestine phản đối quyết định này vì cho rằng nó đi ngược lại phong tục của người Hồi giáo. Tôi phản đối quyết định khai quật vì tôi biết rằng ông Arafat đã bị đầu độc. Chúng ta không cần khai quật làm gì. Việc cần làm là phải đi tìm thủ phạm. Đây cũng là ý kiến chung của đa số người dân tại dải Gaza, nơi cuộc sống thời bình đã tạm trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas.
Thực tế là ông Arafat đã bị đầu độc, không cần phải khám nghiệm tử thi làm gì. Thậm chí nếu giờ chúng ta có thể tìm thấy thêm những bằng chứng thì cũng chẳng thể thay đổi được tình hình hiện nay ở Gaza. Ông Arafat đã mất được 8 năm, giờ điều tra cũng đã là muộn. Bởi vậy, nhà chức trách cần sớm tìm ra sự thật. Tổng thống Palestine Arafat qua đời ở tuổi 75 vào ngày 11 tháng 11 năm 2004 tại một bệnh viện quân đội ở Pháp sau khi đột ngột lâm bệnh nặng. Tin đồn về khả năng ông bị điệp viên Israel đầu độc đã xuất hiện gần như ngay sau đó. Nhà chức trách Pháp đã quyết định tiến hành điều tra về cái chết của cố Tổng thống Arafat từ cuối tháng 8 năm nay theo đề nghị của vợ ông. Sau khi kênh truyền hình Ả Rập Al Jazeera đưa tin, các nhà khoa học Thụy Sĩ phát hiện nồng độ cao một chất cực độc trong các vật dụng cá nhân của ông. Tiếp sau đây sẽ là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý khác. Sáng ngày 26 tháng 11, lại có thêm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng may 12 tầng nằm gần sân bay quốc tế ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Công tác chữa cháy diễn ra hết sức khẩn trương. Theo giới chức địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ 10 giờ sáng, khiến hàng trăm công nhân đang làm việc bị mắc kẹt trong tòa nhà. Cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về con số thương vong trong vụ hỏa hoạn. Trước đó 2 ngày, một vụ cháy khác đã xảy ra tại vùng Asulia cách thủ đô Dhaka 30 km về phía bắc trong đêm ngày 24 tháng 11, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, hầu hết trong số này bị ngạt khói. Hiện nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Panama đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng, buộc Tổng thống nước này phải ban bố tình trạng thảm họa tại 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thông báo từ văn phòng Tổng thống Panama cho biết, tỉnh Duyên Hải Colón và tỉnh Capira là hai khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lụt do mưa lớn ở nước này những ngày vừa qua. Ít nhất 2 người bị chôn vùi trong đống đổ nát do lở đất tại Capira. Trong khi đó, tại Correa, mưa lớn dữ dội đã gây lở đất nghiêm trọng. Ít nhất 800 ngôi nhà đã bị phá hủy và gần 100 người phải đi sơ tán tới nơi an toàn do mưa bão. Tổng thống Martinelli đã lập tức tới các vùng này để thị sát và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Theo Bộ Phát triển Xã hội Panama, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tại tỉnh Correa trong vòng 4 thập kỷ qua và số người thiệt mạng sẽ tiếp tục còn tăng lên. Ngày 25 tháng 11, chính phủ Peru thông báo mở cửa khu thánh tích Pachacama để chào đón các du khách. Tới đây, du khách có thể chiêm ngưỡng chốn linh thiêng từng diễn ra những nghi lễ dưới thời đế chế Inca. Quyết định này đã được công bố sau khi các nhà khảo cổ học mất 2 năm khôi phục con đường hành hương lên độ cao 1.250m dẫn tới khu thánh tích. Trong quá trình khôi phục con đường này, các chuyên gia còn phát hiện một ngôi mộ lớn, trong đó chứa xác các chú chó dùng để tế thần và những đồ tế lễ khác như trang sức bằng đồng. Cách thủ đô Lima của Peru khoảng 32 km về phía nam, khu thánh tích Pachacama gồm nhiều kim tự tháp có dốc thoải thoải để leo lên và một khu tế lễ. Khu vực Pachacama trải dài trên diện tích khoảng 500 hectare và là nơi an cư lạc nghiệp của con người trong khoảng thời gian từ năm 200 trước Công Nguyên đến năm 1533 sau Công Nguyên, khi thực dân Tây Ban Nha đánh chiếm nơi này. Quả này, Paris Saint-Germain vẫn giữ được ngôi đầu, Marseille xếp thứ hai bằng điểm nhưng kém hiệu số. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.